thưa quý vị và các bạn theo dõi bản tin phòng chống Covid-19 của Đài truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc hội nghị. Trong nhiều vấn đề được nêu ra trong phát biểu, trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh: trên cơ sở những kết quả thành tích và bài học kinh nghiệm của năm 2020, tiếp tục đề cao cảnh giác thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các chính sách biện pháp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế gắn giới tạo nền tảng để phát triển nhanh và bền dững. Khẩn trương nghiêm túc ra soát hoàn thiện luật pháp, cơ chế chính sách và nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thực hiện để sớm khắc phục những hạn chế yếu kém vốn có, tồn động từ lâu nhưng chậm được khắc phục của nền kinh tế xử lý dứt điểm các công trình dự án thua lỗ chậm tiến độ kéo dài đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công quy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế và xã hội hỗ trợ cho các ngành lĩnh vực và doanh nghiệp người lao động bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch covid 19 khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh và thị trường trong nước đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kiên quyết chủ động tích cực xử lý nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém nâng cao độ an toàn tin cậy của hệ thống các tổ chức tín dụng, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 là những trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Đến hôm nay đã 38 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Hiện tại, số ca mắc tại Việt Nam là 1.105 ca, tử vong 35 ca, chủ yếu là các bệnh nhân lớn tuổi có các bệnh nền số ca đã phục hồi là 1.024 ca. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc và tử vong gia tăng, do đó người dân cần tiếp tục tuân thủ các quy định đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Trên thế giới, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn bởi nó xuất hiện trở lại một số khu vực của thế giới. Dự kiến mùa đông năm nay, tình hình dịch trên toàn cầu sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Trong cuộc họp gần đây nhất, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 một lần nữa lưu ý nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng vẫn còn. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương vẫn còn tình trạng chủ quan lơ là như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống vui chơi đông người. Hiện nay, dễ thấy ở nơi công cộng, có không ít người dân không phải chủ quan mà hiện tại đã coi thường các biện pháp phòng dịch. Ở một số nơi, việc đeo khẩu trang sát khuẩn tay gần như không thực hiện. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế gồm khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khoảng cách, khai báo y tế. Đồng thời các địa phương cũng xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện. Trong bối cảnh thế giới đã ghi nhận hơn 37 triệu ca mắc Covid-19. Trong đó có hơn 1 triệu ca tử vong. Tình hình dịch bệnh tại khu vực châu Âu hiện vẫn diễn biến phức tạp khi nhiều nước ghi nhận số ca mắc mới trong ngày ở mức cao kỷ lục dịch bệnh lây lan mạnh trở lại cũng buộc nhiều nước phải siết chặt các biện pháp phòng dịch để đối phó với làn sóng lây nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, châu Âu có thêm hơn 110.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 5,83 triệu người, trong đó có hơn 229.000 ca tử vong. Pháp là nước có số ca mắc mới cao nhất trong 24 giờ qua, hơn 20.000 ca, tiếp đến là Anh và Nga. Tại Tây Ban Nha, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai tại châu Âu sau Nga. Chính phủ nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa từng phần thủ đô Madrid và các vùng phụ cận để ngăn dịch bệnh lây lan. Tổ chức y tế thế giới hôm qua cho biết, các chính phủ châu Âu phải có những hành động quyết đoán để chấm dứt sự lây nhiễm, bao gồm cấm tập trung đông người để tránh phải có thêm những đợt phong tỏa hoàn toàn gây nhiều thiệt hại. Ngoài ra, người lớn tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác dễ chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh cũng cần được bảo vệ. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cũng trong ngày hôm qua, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí về một phương pháp xác định các điểm đến du lịch an toàn trong châu Âu, nhằm thống nhất các quy tắc về hạn chế đi lại đang tồn tại nhiều khác biệt giữa các nước thành viên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cụ thể, các phái viên từ 27 quốc gia thành viên đã đồng ý về một danh sách các khuyến nghị như một bộ mã màu để xác định các khu vực rủi ro như xanh lá cây, cam hoặc đỏ, tùy theo tình hình. Tuy nhiên, các khuyến nghị không mang tính bắt buộc và các nước thành viên được tự chọn có thực hiện theo đề xuất hoặc không. Giới chức châu Âu đánh giá đây là một bước đi quan trọng bởi với một biện pháp phân tích rủi ro chung, người dân có thể dự đoán được và tăng tính minh bạch khi đi du lịch trong tình hình dịch bệnh phức tạp tại châu Lục. Đề xuất của EU cũng kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục nỗ lực phối hợp về thời gian cách ly và các lựa chọn thay thế. Đề xuất sẽ được chính thức đưa ra biểu quyết tại cuộc họp của các bộ trưởng các chính đề châu Âu vào ngày 13 tháng 10 tới tuần lễ gian kỳ nghỉ quốc khánh và cũng là kỳ nghỉ dài đầu tiên của người dân Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay do dịch bệnh Covid-19, được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế thứ hai thế giới này khởi sắc sau khủng hoảng. Chợ Hoa đấu năm tại thành phố Công Minh, miền Tây Nam, là một trong những ví dụ minh chứng cho sự phục hồi đầy tích cực này. Theo ban quản lý, tổng lượng giao dịch trong kỳ nghỉ năm nay tại chợ Hoa tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của các sạp hoa cũng tăng mạnh và số du khách đến tham quan mua sắm cũng rộn ràng hơn trước. Trong nhiều năm qua, chợ hoa Đấu Nam của tỉnh Cung Minh đã phát triển thành thị trường buôn bán hoa tươi lớn nhất ở Trung Quốc và thậm chí cả châu Á. Chợ bày bán vô dàng các loại hoa từ hoa hồng, hướng dương, cẩm tú cầu đến những bông hoa độc lạ, rực rỡ sắc màu khiến những người yêu hoa không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Cũng như các ngành kinh doanh khác, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến nhiều đám cưới bị hoãn hủy, chợ hoa Đấu Nam cũng phải trải qua một năm buôn bán ế ẩm và thua lỗ. Tỷ lệ người nghèo và thất nghiệp ở Campuchia có thể tăng gần gấp đôi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây là đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc mới công bố ngày 8 tháng 10. Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, tỷ lệ người nghèo và thất nghiệp ở Campuchia có thể tăng tương ứng 17,6% và 4,8% trong trường hợp tăng trưởng kinh tế Campuchia giảm từ mức dự kiến trước khi xảy ra dịch Covid-19 là 6,5% xuống âm 4,1% trong năm nay. Đại diện của chương trình phát triển liên hợp quốc tại Campuchia nhấn mạnh, đánh giá của chương trình phát triển liên hợp quốc chỉ rõ sự trợ cấp xã hội nên được xem là khoản đầu tư hơn là khoản hao phí, vì trợ cấp xã hội vừa kích thích tăng trưởng vừa giúp giảm nghèo. Đánh giá cũng làm rõ tác động của đại dịch tại Campuchia, từ đó nước này có thể đưa ra chương trình hành động phù hợp. Chính phủ Campuchia mới đây thông báo sẽ kéo dài chương trình hỗ trợ thêm 3 tháng dành cho khoảng 600.000 hộ nghèo trên cả nước, tương đương hơn 3 triệu người với việc thực hiện các gói trợ cấp xã hội tương đương 3,5% GDP. Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đánh giá biện pháp này có thể hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế Campuchia. Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều địa điểm vui chơi giải trí buộc phải đóng cửa và nếu như có hoạt động thì cũng trong tình trạng cầm chân, khó khăn. Để duy trì hoạt động, một công viên hải dương học tại Hồng Kông của Trung Quốc mới đây đã đưa ra sáng kiến, đó là tổ chức các lớp rèn luyện thể chất trong khuôn viên khu giải trí. Giữa một khung cảnh sinh động có sự góp mặt của những sinh vật biển khổng lồ như cá mập hay cá đuối, nhóm học viên yoga đang tập trung tập luyện. Đây là một trong những lớp rèn luyện thể chất mới được mở tại công viên Hải Dương, Ocean Park, Hồng Kông, Trung Quốc. Cùng với yoga còn có các lớp giải dạ nhảy, lớp thiền ngay giữa không gian mang đậm màu sắc Hải Dương sinh động. Ocean Park cũng có kế hoạch lần đầu tiên mở các tuyến đường leo núi ngay bên dưới đường cáp treo nhìn ra biển với các dịch vụ đi kèm như liều tạm trú và các bữa tiệc nướng ngoài trời để thu hút thêm khách tham quan. Bất chấp một thời gian dài phải đóng cửa vì dịch bệnh, các rạp chiếu phim tại Trung Quốc đã giật dậy thần kỳ sau kỳ nghỉ 8 ngày vừa qua. Đặc biệt là doanh thu hàng triệu nhân dân tệ đều đến từ các bộ phim do Trung Quốc sản xuất. Bộ phim hoạt hình 3D Khương Tử Nha do Trung Quốc sản xuất đã thu về 362 triệu đô la Mỹ trong ngày Quốc khánh Trung Quốc 1 tháng 10, Bộ phim My People, My Homeland tạm dịch là Người dân tôi, quê hương tôi. Một bộ phim nói về các thành tựu xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc cũng đã đạt được 274 triệu nhân dân tệ doanh thu trong ngày này. Tôi đã đến rạp xem phim Khương Tử Nha ngày hôm qua, và hôm nay tôi sẽ tiếp tục xem bộ phim Người dân tôi, quê hương tôi. Trong tuần tới, tôi cũng có kết hoạch xem một số bộ phim của Trung Quốc đã bị tạm quản công chiếu do dịch bệnh. Các rạp chiếu phim trên toàn Trung Quốc đã đón tới 94,9 triệu lượt khách xem phim trong 8 ngày của kỳ nghỉ lễ. Đây là mức cao thứ hai ghi nhận được trong lịch sử các ngày nghỉ lễ quốc gia của Trung Quốc. So với tháng 9, doanh số thu về của các rạp phim tại Trung Quốc đã tăng tới 2,6 lần. Doanh số đáng ngưỡng mộ này đã tạo động lực cho các nhà làm phim. Chúng tôi đang chứng kiến một lượng khán giả trẻ tuổi dưới 25 tuổi chiếm tới 40% lượng khán giả xem rạp. Rõ ràng các khán giả trẻ tuổi đang trở thành một động lực mới cho ngành điện ảnh trong nước. Lĩnh vực điện ảnh đang phát triển nhanh hơn so với kỳ vọng. Chỉ trong một ngày lễ Quốc khánh, doanh thu phòng vé trên toàn quốc đã đạt tới 700 triệu nhân dân tệ. Đây là động lực cho thị trường phim ảnh trong nước và cũng là động lực cho sự phát triển của kinh tế Trung Quốc. Chỉ tính riêng trong 8 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh và Trung Thu vừa qua, các rạp chiếu phim tại Trung Quốc đã thu về 3,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 552 triệu đô la Mỹ, đánh dấu sự tăng trưởng thần kỳ trở lại cho thị trường điện ảnh sau nhiều tháng dừng hoạt động vì đại dịch. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin phòng chống Covid-19 của Đài truyền hình Bạc Liêu hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.